Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi bản tin cộng đồng với Võ Thành Nhân và Bích Phượng. À, Võ Thành Nhân xin được kính chào quý vị và hôm nay à, chương trình của bản tin cộng đồng vùng thủ đô Hoa Tình Đốn à, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc chị Bích Phượng để tìm hiểu một cái sự việc đó đã xảy ra vào ngày 24 tháng 10 thứ bảy vừa qua tại Eden Center. À, trong lúc mà đảng dân chủ những người mà pro ông Joe Biden cựu phó tổng thống Joe Biden thì khi mà rally như vậy đó thì có một số những người ở bên đảng cộng hòa cũng đến và cái sự việc nó xảy ra như vậy nó làm nó có một cái sự nó gọi là gần gũi nhau quá và có những cái khoảng cách mà đến nỗi mà chúng tôi ghi nhận là có bốn cảnh sát đã đến để mà họ đến đó để mà phòng bị những cái gì không may xảy ra nhưng mà đây là cũng là một cái sự việc đáng chú ý và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, trước hết xin được kính chào bích phượng bích phượng kính chào nhân bích phượng kính chào khán giả của đài SPTN bích phượng có thể cho biết rằng là khi bích phượng có mặt ở tại Eden Center vào ngày thứ bảy vừa qua lúc 1 giờ đó thì chuyện gì nó đã xảy ra vậy thưa bích phượng thưa nhân bích phượng đến lúc đó là 12 hai giờ 15 là bích phượng đã thấy một cái xe sheriff của City Fortress và hai xe của cảnh sát của thành phố Fortress thì và hai đảng dân chủ đó họ đã xin giấy phép họ được một tiếng đồng hồ ngay chỗ cái bồn nước trước tiệm bánh kinh phụng kim phụng còn mọi thường đó thì anh biết ngay cái bồn nước đó là có một cái DJ lúc nào mỗi tuần là đều có nhạc và hát karaoke ngay đó thì bây giờ họ lại dời vào bên phía trước gần nhà hàng Mì La Cai thì những người mà theo ủng hộ ông tổng thống trump đang đứng bên đó và họ cầm cờ và họ chuẩn bị qua để mà làm phiền nhiễu uh, cái buổi rally của đảng dân chủ thưa anh yeah. Yeah, khi mà chúng ta nói phiền nhiễu là họ đến ở một cái cấp độ rất là gần dạ thưa phương thấy họ đi qua uh, cầm cờ uh, có trump và cầm cờ mỹ cũng như cầm cờ việt nam thì bắt khi mà chương trình bắt đầu uh, đảng dân chủ bắt đầu chương trình vào lúc 1 giờ đó thì uh, anh biết khi mà họ đã xin giấy phép thì họ được quyền làm chủ của cái miếng đất đó trong một tiếng thì có một người hai người của đảng cộng hòa đứng ra phía sau và họ họ hét họ la đó họ la lớn tiếng thì phượng, bích phượng biết có một anh trong đảng dân chủ có đến nói với cảnh sát và cảnh sát đến và đã mời một trong hai người đó ra khỏi cái địa điểm của cái bồn nước họ được quyền đứng ở dưới parking lot muốn là muốn nói gì được nhưng mà không được quyền xâm phạm vào cái chương trình của đảng dân chủ thì đảng dân chủ phượng biết có sự hiện diện của ông mark lee kim là dân biểu của quận 35 của thành phố vienna và hinden luôn à, nó cũng hình như là cũng có thuộc về cái arlington nữa thì phải và cô Cathy trần à, địa hạt 42 anh cũng đã biết cô Kati trần là đã thắng cử thêm một lần nữa um, cho um, dân biểu của người Mỹ có việc của Đảng à, dân chủ tại tiểu bang Virginia. Dạ yeah, thưa tại tiểu bang Virginia. Yeah. Và có rất là nhiều đài truyền hình uh, và đài TV cũng như đài radio của Mỹ như là đài WAMU 88.5 thưa anh uh, họ cũng muốn hỏi phỏng vấn Bích Phượng, Bích Phượng nói Bích Phượng không có thể đứng trả lời được uh, những câu hỏi này thì cổ có đi vòng vòng. Cổ cũng có phỏng vấn những người mà ủng hộ ông Trump. Uh, thật sự mà Bích Phượng thấy đó và Bích Phượng cũng được biết là hầu như mỗi tuần đảng dân chủ họ được một tiếng đồng hồ rally ở Eden họ cũng có nói cho Bích Phượng biết là đảng cộng hòa rất là nhiều người khích và cũng đã đến kiếm chuyện với những người rally của đảng dân chủ thôi anh yeah. kính thưa quý vị chúng tôi cũng được biết rằng là hai tuần trước khi mà những người mà pro tổng thống Donald Trump họ đã từ nhiều thành phố nhiều tiểu bang họ về Eden Center đấy thì lúc đó đông lắm và mọi chuyện xảy ra im đẹp lý do là tại không có một cái sự xung đột hay là có một cái sự phản đối nào hết của những người ở bên đảng dân chủ nhưng mà vừa qua thì khi mà chúng tôi thấy được đảng dân chủ và đảng cộng hòa có mặt đông đảo tại Eden Center vào ngày thứ bảy vừa qua đó thì những cái tiếng la những cái tiếng cổ vũ cho hai bên của đảng đó, nó tạo thành những cái tiếng mà chúng tôi gọi là à, khi mà người ta đi vận động tranh cử thì người ta cũng phải có những cái exciting có nghĩa là người ta làm như thế nào đó để mà diễn tả được cái lòng à, tha thiết của chuyện, của người đó đối với lại à, cái người mà những họ muốn ủng hộ. Nhưng mà khi mà chúng tôi thấy được cảnh sát như vậy thì chúng tôi có một cái nỗi quan tâm, quan tâm về vấn đề an ninh à, và an tâm vấn đề quan tâm về vấn đề cộng đồng của chúng ta. Chúng ta sợ rằng đó là sau khi mà chúng ta có những cái cuộc tranh cử mà có tính cách lịch sử như kỳ này đó thì cộng đồng của chúng ta nó sẽ phân rã à, phân rã có nghĩa là họ sẽ chia hai họ có thể là họ đối đầu với nhau rồi họ nhìn với nhau rồi họ có những tiếng lớn tiếng với nhau và đưa đến những cái những chuyện gì đó đáng tiếc do đó mình có sự có mặt của cảnh sát thì chị Bích Phượng có thể cho biết thêm á ở đâu mà cảnh sát đông dữ vậy chị? Dạ thưa anh cảnh sát họ ông Alan Frank đã báo cho cảnh sát biết rằng là cái ngày rally ngày hôm qua thứ bảy đó sẽ có rất là nhiều chuyện không may có thể xảy ra và anh có biết là mình đã đứng chụp hình cũng như mình nói chuyện với ông cảnh sát trưởng ông Sheriff ông Sheriff là kêu là cảnh sát hình sự đó ông cảnh sát Sheriff day đó và ông muốn biết là ông nói là ông nghĩ là sẽ có những cái gì um, không tốt xảy ra nên ông muốn đến để thấy tận mắt tận mắt thay vì nhân duyên của ông thái dạ thưa thay vì nhân duyên đó là ông đứng với mình cũng khoảng hai ba tiếng thưa ừ. anh rồi ba cảnh sát kia thì là tổng cộng là bốn chiếc xe cảnh sát họ tới thật sự mà bích phương thấy nhờ có cảnh sát nên mọi việc cũng không có đến nỗi nào um, thật sự mà nói thì có một anh ủng hộ trong và anh quá khích ảnh dùng những lời lẽ um, thô tục chửi um, bên đảng dân chủ đó thưa anh bích phương thấy cái đó là cũng không đúng và cũng có um, vài phụ nữ nhưng mà cũng không đến nỗi nào À, ngoài ra thì những người khác họ cũng ôn hòa thưa anh, yeah. chỉ có những cái lời mà Trump for more years yeah. rồi um, nói thêm những cái tiếng khác nữa nhưng mà dĩ nhiên mình thâu mình không có được chiếu lên tại vì những cái lời đó nó không có thanh nhã. Và kính thưa vị chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà cộng đồng của chúng ta đó, cộng đồng của chúng ta sẽ có người bên đảng Dân Chủ sẽ có người ủng hộ cho đảng Cộng Hòa nhưng mà làm như thế nào đi nữa đó. Sau khi bầu cử xong thì mọi chuyện chúng ta sẽ nhìn mặt nhau, chúng ta sẽ vui vẻ và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta còn gần lại với nhau hơn nữa vì tất cả chúng ta đều ý thức được là chúng ta phải đi bầu. Và kết quả của bầu cử như thế nào thì chúng ta sẽ chấp nhận cái bầu cử tại đó là lối chơi của những người thích một cái thể chế dân chủ. Do đó nên nếu mà trong lúc từ đây cho tới ngày bầu cử mà những cái chuyện gì mà chúng ta có thể kiềm được, chúng ta giữ được để mà chúng ta có được cái nụ cười sau cái ngày bầu cử thì điều đó là điều ai cũng mong muốn hết và cộng đồng của chúng ta thật sự thì muốn mong muốn những cái điều như vậy do đó nên các anh chị chúng ta tiếp tục để mà vận động cho những người mà thích cái platform cái lập trường của Tổng thống Donald Trump chúng ta đi vận động để chúng ta cho những người bầu cử cho cái platform của ông cựu Phó Tổng thống Joe Biden thì chúng ta vẫn tiếp tục nhưng mà cố gắng đừng để cho cộng đồng của chúng ta có những cái gì đó mà không may nó xảy ra để rồi sau này, sau ngày 3 tháng 11 À, chúng ta không nhìn nhau nữa hoặc là chúng ta không vui với nhau nữa thì đó là cái điều mong muốn của chúng tôi bích phượng cuối cùng có gì chia sẻ không dạ một cái bích phượng muốn chia sẻ là uh, cô lý kim hà đó cũng đã bị người đàn ông đó coi như là tấn công thưa anh và cảnh sát có hỏi là cô có muốn press short hay không nhưng mà cô nói là không tại cô nghĩ cái đó cũng là một điều không tốt cho cộng đồng việt nam và dầu sao gì cũng là người việt nam với nhau thưa anh nên phượng thấy cô làm cái đó thì cũng là hay và cũng là rất là khen cô. Còn Bích Phượng đó khi mà Bích Phượng đi vào trong Eden restroom đó thưa anh, đi ngang hành lang mà hai cái người đàn bà mà ngồi ở trong cái liều mà lúc nào họ cũng uh, xài những cái từ không có thanh nhã mà về bên phía dân chủ đó, um, có một cô kêu Phượng mở cái khẩu trang ra để cho cô coi mặt là tại vì cô thấy Bích Phượng đứng đó quay phim và chụp hình cho đảng Dân Chủ nên có thể cô nghĩ Bích Phượng là theo bên đảng Dân Chủ. Cũng như kỳ trước, hai tuần trước mà rally ở bên Republican, nó thấy anh Phượng cũng có bị một người đàn bà um, làm khó dễ Bích Phượng. Tại vì cô nghĩ là Bích Phượng là theo đảng Dân Chủ nên Bích Phượng không, cô biết Bích Phượng làm cho SPTN. Nên cô nói là Bích Phượng cho đảng Dân Chủ nên, nên có phải gì vậy sợ, thấy Cộng hòa quá đông nên không dám quay phim, uh, cũng không có dám làm tin. Thì Bích Phượng có nói thưa cô, Bích Phượng đang làm tin. Nhưng mà tại vì anh biết thường thường Bích Phượng hay cầm cái logo SPTN. Mà bữa thì anh vũ nhân, anh giữ trên cái ba lô. Đó là cái mà Bích Phượng cũng nói lập trường Bích Phượng. Bích Phượng là người truyền thông, Bích Phượng đứng trung lập thôi. Nhưng mà cô đừng có hỏi những cái câu như vậy. Thì cái ngày qua, cái, cái, cái hai người đàn bà kia thì Bích Phượng cũng chỉ nói là không có cần tháo khẩu trang xuống, không cần nói gì. Bích Phượng chỉ bỏ đi thôi. Tại vì Bích Phượng nghĩ nếu mà mình đối mặt với những người đó cũng không có lợi gì thưa anh yeah. nhất là chưa bao giờ trong lịch sử Bích Phượng qua Mỹ 40 năm 40 năm rồi 35 năm được đi bầu đó chưa bao giờ thấy một một cái cái cuộc bầu cử nào mà nó quá thú vị kiểu là quá thú vị mà nó quá ly kỳ hấp dẫn thưa anh <laughs> kính thưa vị khi mà chúng ta thấy được cái cuộc bầu cử mà có cái giá trị về lịch sử lịch sử ở đây có nghĩa là nó thấy được cái cộng đồng người việt chúng ta quan tâm tới cái lá phiếu của mình nó thấy được cái sự vận động của chúng ta à, rất là nhiệt tình với những người ứng cử viên mà chúng ta Endorse, có nghĩa là chúng ta à, sẵn sàng hỗ trợ để mà cho người đó thắng cử do đó nên nó tương cách lịch sử như vậy thì hãy giữ cho một cái lịch sử thật là đẹp và lịch sử đó có thể đi vào lịch sử của những người việt nam tị nạn cộng sản à, có một cái trang sử qua một cái cuộc bầu cử như vậy chứng tỏ cho thấy rằng cái lòng ham muốn tự do dân chủ của chúng ta cái lòng ham muốn này có thể biến đất nước của chúng ta sau này trở thành một cái đất nước tự do dân chủ thật sự à, chúng tôi hy vọng à, trong những chương trình kỳ tới à, chúng tôi sẽ tiếp xúc với lại Bích Phượng khi mà Bích Phượng đi làm những cái chương trình phóng sự và từ đây tới đó cũng còn bốn năm ngày nữa à, và chúng tôi kính chúc tất cả quý đồng hương à, những ai đã đi bầu rồi à, thì chúng ta đã hạnh phúc happy với cái lá phiếu của chúng ta còn những ai chưa đi bầu thì cố gắng chúng ta sẽ đi bầu vào ngày 3 tháng 11. một À, võ thanh nhân xin một lần nữa xin được kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau một lần nữa anh nhân cảm ơn Bích phượng cảm ơn anh nhân cảm ơn khán giả của đài sptn kính thưa quý vị bản tin hoa thịnh đốn tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập sptn dc Xin email về Washington DC at sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.